afternoon, everyone. Thank you for being here. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir d'être ici au Vietnam pour ma première visite officielle. Et je veux commencer encore une fois par passer mes condoléances au peuple vietnamien de la part de tous les Canadiens sur le typhon Damré qui vient de faire ravage il y a quelques jours. Chúng tôi xin chào mừng quý vị và chúng tôi rất là vui mừng đã được tới Việt Nam lần đầu tiên ngày hôm nay và chúng tôi và Thủ tướng Phúc cũng vừa mới hoàn tất việc ký kết một thỏa hiệp song phương giữa hai quốc gia. Prime Minister Phúc and I just finished a great bilateral meeting. It's been a long time, too long, since a Canadian Prime Minister made an official visit to Vietnam, and I'm honored to be able to visit your beautiful country, although it is not my first visit, as I told you again earlier. I was here in 1995 on a backpacking trip with some friends, and it's wonderful to see how much has changed and how much has not changed. The welcome is just as warm as it was back then. Thì đây là lần đầu tiên mà tôi đã được hân hạnh tới Việt Nam với tư cách là một thủ tướng của Canada tới thăm chính thức, và chúng tôi rất là được vinh dự được thăm một nước giàu đẹp như là Việt Nam. Nhưng thực ra đây không phải là lần đầu tiên mà tôi tới Việt Nam, và trước đây và khi tôi còn trẻ, từ hồi còn sinh viên, còn đeo ba lô, tôi cũng đã tới Việt Nam và đã được đi từ Việt Nam và chúng tôi đã rất là mến yêu Việt Nam. Today, of course, is not my first meeting with the Prime Minister, but it was my first opportunity to really dig in and have an in-depth conversation, and I'm very pleased with the results of today's talk. Hôm nay cũng không phải lần đầu tiên mà chúng tôi có hân hạnh được gặp Thủ tướng Phúc. Chúng tôi, nhưng mà đó là cái lần đầu tiên mà chúng tôi có được dịp để trao đổi rất kỹ về những vấn đề hợp tác. Canada and Vietnam have been friends for many years, as far back as the early 1970s, when diplomatic ties were established by my father. Thì Canada và Việt Nam đã là hai nước hữu nghị trong nhiều năm, và đi ngược lại vào những năm 1970, khi mà chúng tôi bắt đầu thiết lập băng giao liên lạc ngoại giao với lại Canada dưới thời của ông thân sinh tôi. Et depuis, nos deux pays travaillent ensemble pour faire avancer nos objectifs communs, que ce soit dans le cadre d'une aide au développement international, une coopération économique accrue ou le renforcement des échanges commerciaux. Và từ đó đến nay, hai nước chúng ta đã cùng nhau làm việc để đẩy mạnh những các mục tiêu chung của chúng ta, hoặc là trong các phương diện hợp tác về phát triển quốc tế, hay là hợp tác về gia tăng phát triển kinh tế, hay là tăng cường những sự trao đổi về thương mại. Cette tradition s'est poursuivie aujourd'hui quand le Premier ministre Phúc et moi avons conclu officiellement un accord de partenariat. Và cái truyền thống đó hôm nay đã lại được tiếp tục khi Thủ tướng Phúc và chúng tôi đã ký kết chính thức một thỏa hiệp về hợp tác giữa hai quốc gia. For decades, our two countries have worked together to advance our shared goals, whether through international development support, greater economic cooperation, or expanded trade. Trong hàng chục năm, hai nước chúng ta đã cùng nhau làm việc để tiến tới những các cái mục tiêu chung, hoặc là qua những việc hỗ trợ các việc phát triển quốc tế, hay là hợp tác quốc tế, hợp tác kinh tế mạnh hơn và đẩy mạnh thương mại. That tradition continued today when Prime Minister Phúc and I formalized a joint partnership agreement. Và cái truyền thống đó đã được tiếp tục ngày hôm nay khi Thủ tướng Phúc và chúng tôi đã chính thức ký một cái thỏa hiệp đối tác giữa hai quốc gia. It's a framework that will allow us to strengthen cooperation between Canada and Vietnam. It will allow us to continue to work closely on vital issues like trade and security, things that are essential to growing our economies and creating more jobs and more opportunities
for our citizens. Đó là một cái khung để cho chúng ta có thể tăng cường cái mối quan hệ hợp tác giữa Canada và Việt Nam và nó sẽ cho chúng phép chúng ta tiếp tục làm việc chặt chẽ hơn trong những vấn đề then chốt như vấn đề thương mại và an ninh. Đó là những điều then chốt cần thiết cho một nền kinh tế phát triển và tạo thêm công ăn việc làm và nhiều cơ hội cho các người công dân. The agreement will also help to advance our ongoing dialogue on the promotion and protection of human rights. That's something that matters a great deal to Canadians, and that's why my first activity today was to meet with civil society leaders, where we had a good discussion about women's issues, issues facing the LGBTQ2 community, and issues around freedom of expression and freedom of information. Đó là những điểm mà đối với dân Canada là những điểm rất là quan trọng. Và chính vì vậy mà cái hoạt động đầu tiên của chúng tôi ngày hôm nay là chúng tôi đã gặp được một nhóm các nhà lãnh đạo về xã hội dân sự. Và trong đó chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất tốt về các vấn đề phụ nữ, về các vấn đề đối với lại những các người giới tính LGBTQ chữ và xung quanh những các vấn đề về vấn đề tự do phát biểu và tự do trao đổi thông tin. In addition to advancing shared economic and human rights interests, the joint partnership agreement will encourage greater people-to-people connections between our two countries through expanded cultural and academic exchanges. Thêm vào những sự là đẩy mạnh các quan tâm về vấn đề kinh tế và vấn đề nhân quyền, sự hợp tác giữa hai quốc gia sẽ tạo điều kiện để cho dân chúng được tiếp xúc với nhau trực tiếp nhiều hơn giữa hai quốc gia và do đó mở rộng các sự trao đổi về văn hóa và về học hành. Those personal connections are already very strong with nearly a quarter of a million people of Vietnamese descent now living in Canada, and I'm looking forward to further strengthening those ties in the years to come. Những cái quan niệm trực tiếp giữa người và con người thực ra đã là rất mạnh. Bởi vì hiện nay ở Canada chúng tôi có gần 1/4 triệu người Việt Nam, gốc người Việt Nam đang sống tại Canada. Và tôi mong rằng chúng ta sẽ đẩy mạnh những các quan hệ đó mạnh nữa trong những năm sắp tới. Canada and Vietnam understand that it is by working together that we can create opportunity and prosperity for our people as well as a safer, more secure world for all. Canada và Việt Nam hiểu rằng chỉ bằng cách là hoạt động cùng hợp tác với nhau, chúng ta có thể tạo ra những cơ hội và những sự phồn vinh cho tất cả mọi người và tạo ra một thế giới bình yên, an lành hơn cho tất cả mọi người chúng ta. Thank you again, Prime Minister Phúc and the people of Vietnam for your warm welcome, your partnership and your friendship. Xin cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn Thủ tướng một lần nữa. Chúng tôi xin nhắc lại lời cảm ơn, chuyển lời cảm ơn chúng tôi tới dân tộc Việt Nam.